Con chào đi, hello, xin mời các bạn anh trở lại với CT Vlog nha, các bé trở lại chăm sư thúc nè. Đấy, bọn là chăm sư thúc đó, đúng không? Thúc kìa, à, thấy chưa? Có sư xin nữa nè. Đó. Đây là máy xúc. Bọn này coi nè. Lùi sang bạn Bon nhá. Bạn Bon rất thuộc nha. Xe nào bạn Bon đi thuộc luôn nhá. Xe xúc nè, xe tải nè, xe ben nè, thấy không? Nào bạn Bon biết hết á. Đang làm nhà mới nên là xúc đây các bạn ơi, ý nó cẩu lên nhỉ, thấy không? Xe này xe gì Bon? Bon ơi, Bon nè, xe gì? Xe gì? Bon nói xe gì? Xe gì? Xe múc hả? À đúng rồi, xe múc đất đó, xe múc đó, đúng không? Đây, đang làm nhà nên múc nè. Cột cổng nè. Rồi, xin chào các bạn nhé. Các bạn cảm thấy hay, các bạn nhớ đăng ký kênh cho CT Vlog nha. Nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi những video mới nha. Mai CT Vlog lại quay xe nữa nha. Bye bye, con chào các bạn đi.